first time you see my car? No, I said I only saw it one time. Oh, okay. Hôm nay chị sẽ làm Uber chở cái người khách, cô khách này cổ không, hôm nay không có lái xe. Hôm nay mình sẽ đưa bà ta về nhà. Where I live, you mean? Yeah. Yeah, yeah, yeah. I can show you. You know, when we get to the 405 South. Yeah. Okay. Then I'll just all the way down to Jeffrey. And then I'll tell you turn by turn. Yeah, it's kind of hot right now. Put the car outside. Yeah, ở ngoài hôm nay trời cũng nóng á. I forgot, I got it. I got umbrella. Yeah, I need to, I've got one, I just have to take it out of the garage. Hôm nay mình làm Uber bắt đắc dĩ. What do you feel in my car? It's quiet. And it's pretty. And you got the Lexus. What model are you? The 350. 350 model 2022. Oh, okay. That's new. Bà ta là chạy chiếc Lexus đời 2022. This one has I have to check. My car is just 35%, but we make it. We will. Yeah, we will. Yeah. I'm not worried about getting there. Uh-huh. I'm okay. Thường là bà lái xe tới, nhưng mà hôm nay là con chở rồi, thì nó là muốn đi về bằng Uber. Hôm nay là I can Uber you. Luxury Uber. Yeah, that's right. Yeah. Sure. And you can, sign. I should to get the sign, huh? She been to my country for how long? 2 weeks. Mm-hmm. She loved it. She loved it. Yeah, she said everyone was so kind. That's good. Yeah. Let's see, what else? Bà ta nói là bà ta có bạn là đi về Việt Nam chơi 2 tuần, bạn rất là thích. Các bạn thấy con đường đẹp quá chừng luôn nè, con đường hoa phượng tím. Wow, đẹp quá. Mùa phượng tím. Phượng tím đẹp quá chừng luôn. Lúc mình bắt đầu chạy là 35, bây giờ mình xuống còn 29% pin. Về nhà nữa là đủ rồi. It's like 477 mile, but 29%. But we didn't go that much. I can stop by the charger by my house on the way. Cause this area, I don't know. This is Irvine. Yeah, I think there's some in that center over there. Oh, they do? Maybe like so. Close by my house, they have a lot of people driving. Yeah. I have to search Electrify America or EVgo. Chở bà Susie tới nhà rồi. Bà ta không muốn quay. Thì And tell me like you'll be turning 80? I'm going to be turning 80 in a couple of months. Yes. Okay. And I still do everything. You are amazing. Các bạn thấy chiếc xe của bà ta không? Xe Lexus đó mà mới vừa rồi là bà ta là đi xe mỗi ngày đi Los. Đi làm ở Los every day. Là mỗi ngày luôn. Los vậy? To LA, Los Angeles. Mm-hmm. How long it take you to drive there? About an hour and 15 each way, sometimes a little more. Wow. 1 tiếng 15 phút mỗi lần đi là 1 tiếng 15 phút, đi về là 1 tiếng 15 phút, là chưa tính no traffic. Là không có kẹt xe đó. Yeah. Wow, every day. Every day. Rồi, thank you so much. Thank you for Uber and it's a big tip too. Thank you so much. You take care, Susie. Thank you. Okay. Yeah. Good to chat touch. With you. Các bạn thấy mới bà ta muốn chi là cắt ngắn xuống nè. Đó, làm treo, làm French. Đó, bàn tay 80 tuổi rồi vẫn còn đi làm.
mới nghỉ đây thôi, bà ta bị bệnh á, không có đi làm được nữa. You've been off for how long? Off work? Off? Mm-hmm. About four months. Oh, okay. Yeah. Wow. Work all the way until 80, almost 80. Oh yeah. I'll be... You are amazing. Thank you are good. You. Thank you. Okay, you take okay. care. I will. You know how to get out of here? Yeah, I know. Thank you. Okay. I will find a way to go home. Yes, and then I'll see you soon because I'm going to come see Tina. Tina. Oh, sounds okay. good. I love your car. Oh, thank you. I love the car and the color and all the details are great. All the, yeah, thank you yeah. so much. You're welcome. Yeah, I love it too. You can Uber me anytime. Huh? You can Uber me anytime. Okay, you call me. Yeah, I'm a luxury Uber. Okay. When I need a luxury one, I'll call you. Yeah, okay, sounds good. You have my number. Yes, bye. Okay. Take care, honey. Bye. Yeah, love you. Love you. Thank you. Yeah. Bà ta làm về công việc là thiết kế quần áo. Làm cho một công ty ở trên Los. Bà ta nói là bà ta rất là thích chiếc xe của Chi về màu sắc rồi nội thất bên trong. Hồi nãy Chi lái xe Chi chở bà ta chạy bằng ADAS á. À, lúc nãy thì có bà ta thì Chi không dám quay nhiều. Chiếc xe của bà là chiếc Lexus AX350 đời 2022. À, trong khu này là ở Irvine. Khu này cũng rất là đẹp nha các bạn. Này yên tĩnh. Từ chỗ Chi làm mà chạy về đây cũng phải 20 phút á. Mỗi 3 tuần là bà ta chạy xe, lái xe xuống đi làm. Nhà bà ta ở trong này ở có một mình thôi. Trong khu này rất là đẹp. Hồi nãy bà ta có dẫn Chi chạy xuống có cái hồ. Hồ nước, hồ để mà lấy những chiếc tàu. Trong này thì có những hồ bơi. Community là công cộng á, trong của những người trong khu vực này sử dụng. Thì làm cho người khách này cũng lâu lắm rồi. Mặc dù bị bệnh nhưng mà bà ta cũng thích làm đẹp. Móng tay lúc nào cũng phải đẹp, tay chân là sạch sẽ. Lúc nãy là con của bà ta chở xuống. Rồi thường mấy lần trước là đi Uber về. Tại vì Chi không có... Mình chạy một tay cầm phone là có bản báo liền ha. Nguy hiểm. Phải tập trung hai tay lái xe. Hôm nay Chi có mình bà ta thôi, cho nên là Chi nói là thôi để Chi chở về. Nhưng bà nói thay vì bà đi Uber thì bà sẽ trả tiền cho Chi. Chi nói Chi không lấy nhưng mà bà ta cứ đưa tiền. Mình đi về đó, cho các bạn ngắm cảnh khu vực ở đây rất là đẹp. Hai bên hàng cây là phượng tím. Cái phượng này hình như là sắp tàn rồi cho nên ít, có những nơi còn rất là nhiều phượng. Cây bóng mát. Ở Việt Nam thì có phượng màu đỏ, còn ở đây là phượng màu tím. Các bạn thấy có đẹp không nè? Màu tím nhìn rất là thơ mộng. Wow, những khu vực này đẹp quá các bạn ơi. Hôm nay mình đi có một mình cho nên không ai chụp hình cho mình hết. Cái hàng cây chỗ này là quá đẹp luôn nè. Dòng thì cho các bạn xem. Hôm nay là làm Uber bắt đắc dĩ.
xe của Chi, cho nên là bà nói là mai mốt mà có cần đi đâu á, bà ta sẽ gọi Chi. Thì nếu mà rảnh thì cũng chở những người lớn tuổi đó, họ ở nhà họ cũng rất là buồn, giống như là cần có người nói chuyện. Đi xe ngồi nói chuyện tâm sự cũng vui. Xuống đó cũng dễ bị làm hư nước sơn của mình lắm. Nhìn thì đẹp á, nhưng mà đậu xe dưới này rất là nguy hiểm. Các bạn thấy nhìn khu vực ở Ovai này nhìn rất là sạch sẽ, những con đường, những cỏ họ làm rất là xanh tươi, rất là đẹp. Nhà ở đây rất là mắc tiền nha các bạn. Toàn khi mà những cái góc đường này họ làm những cái bảng stop sign là ai đến trước thì mình nhường á, thì tốc độ không có chạy nhanh được. Trong cái khu vực này đó là họ có phải đóng tiền, tiền giống như là tiền hoa, tiền HOA đó, để họ chăm sóc cây. Đây thì có hồ bơi, rồi trồng bông, trồng hoa. Nhà những phường tím bắt đầu rơi rụng. Đường này là đường Aten. Ở đây cũng gần shopping ở Ovai Spectrum. Cũng gần ở Ovai Center Drive, là chỗ VinFast Service ở Ovai này. Cũng lâu rồi, cũng chưa lên Service xe nữa. Bữa giờ đi chơi rồi về cũng bận rộn. Xe Chi cũng cần phải update cái phần software update á. Mình thấy xe không có bị gì hết cho nên là cũng thư thả, không có gấp. Turn right onto Jeffrey Road. Con đường này là đường Jeffrey, đi ra Freeway 405 cũng gần, cũng tiện. Được mời uống cà phê. Mình mới ngáp cái là xe là mời ly cà phê bốc khói. Có chế độ có cảm nhận được cái cảm giác của mình bằng con mắt thân này nè, là nhận diện bằng là biết mình có mệt hay không, rồi mình có tập trung lái hay không. Đang sử dụng phone thì cũng bị báo luôn. Phải tập trung lái xe. Từ Ovai mình chạy về còn 20% pin. Lúc nãy có ghé qua lấy đồ. Bây giờ mình sẽ ghé vào sạc pin xe trên đường Brookhurst và đường Slater. Chỗ này là trụ sạc của Electrify America. Là đông đúc lắm, nhiều xe tới đây sạc pin. Em xem coi có chỗ trống không. Bận quá. Bên kia cũng có chiếc xe VinFast màu đỏ đang sạc pin bên kia.
để đợi. Ồ, em có gọi đây chưa vậy? Ồ, cái trụ sạc này bị hư rồi, trụ số 1. Dạ. Vô được miếng nào không? Nó vô mà nó để là 20% mà kẹt tới 120 phút rồi. Của em là còn 80 hả? Nó để vậy nè. À. Là nó vô sạc mà của em còn 50% mà chạc 30% mà nó 120 phút rồi. Chị vô thử coi. Đó, coi chị của vô, chị. Vô đi. Rồi xe màu đẹp quá hả? Cái này em ráp hả? À. Này đời mấy vậy em? À. Màu đẹp á. Ráp nhìn đẹp. À, Mercedes. À, ở bên xa xa bên kia có chiếc VinFast màu đỏ. Để chị vào đây chị sạc thử. Em này nói là sạc bị đường sạc nó bị cái gì đó. À, bây giờ chị sẽ vào trụ sạc ở Electrify America. À, trụ số 1 hồi nãy em đã nói là trụ này bị hư. Để mình sạc thử rồi có vấn đề gì không. Cắm súng vào. À, trụ sạc này ở Electrify này không có chạc được, không biết là bị cái gì đó, để là something went wrong. À, bị lỗi. Có chiếc VinFast màu đỏ bên đây là chạc được nè. Không biết là chiếc màu đỏ này là của ai, để chị dừng lại chị hỏi coi. Ừ, chiếc xe màu đỏ đó nhường cho mình đã sạc xong rồi. Bây giờ mình sẽ vào đây mình sạc lại coi có được hay không nha. Đây là cái chạm sạc số 4. À, chị sẽ sạc xem coi có được hay không. Hồi nãy chiếc màu đỏ thì sạc được đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm súng vào trước rồi mình mới vào bên trong app của mình. Hôm nay thì chị đem có một cái điện thoại cho nên là không có quay trực tiếp cái app cho mọi người xem được. Hôm nay đi có một mình thôi. Sau khi làm Uber về thì cần sạc pin. Rồi, các bạn đợi tí xíu nha. Không hiểu sao luôn là không sạc được. À, nãy ở trụ sạc số 1 cũng không được, bây giờ qua trụ số 4 cũng không được luôn. À, lúc nãy thì có thấy chiếc xe VinFast VF8 màu đỏ sạc ở trụ này được nè. Mình chạy qua thì trong cái app bị lỗi gì đó, không sạc được. Rồi bây giờ để chị chạy qua bên chập thôi. Sạc xem sao. Bây giờ chị tới chập thôi trên đường Garden Grove và đường Magnolia. Tới đây thì cái trụ sạc này đang trống nè, có 4 trụ vẫn còn trống. Đây có chiếc Tesla cũng vào đây sạc luôn. Bây giờ mình sẽ để đồ sạc vào. Chiếc Tesla vừa sạc xong rồi. Như một mình một cõi luôn. Hy vọng ở đây mình sạc được nha. Cho súng vào trước. Rồi sau đó mở app. Bây giờ chắc là được rồi đó. Bây giờ đã sạc được rồi. Chị phải bấm cái charging first trong cái app rồi xong rồi mới bỏ súng vào. Bây giờ mình đang sạc pin. Hiện tại thì mình còn 15% pin. Và
47.7 kW. Rồi mình để mình vào xem coi. Mình vào xem coi. Chạc tới 100% là 1 tiếng 14 phút. Tại giờ hiện giờ là mình còn 16% pin. Vậy là ở bên trụ sạc của Electrify có vấn đề gì đó. Ở đây thì chặt thôi thì vẫn sạc bình thường. Cái app chặt bình thường. Còn ở bên Electrify America thì cái app của VinFast không sạc được. Mình phải bỏ thẻ credit card mình thôi. Ở đây có thêm một chiếc Tesla nữa vào chặt này. Không có đi vào trụ sạc của Tesla mà họ chặt ở chặt thôi luôn. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng. Ở trong đây có khu chợ Smart, rồi những nhà hàng của Đại Hàn, rồi Việt Nam trong khu này rất là nhiều. Hiện giờ là 4 giờ 41 phút. Giờ mình sẽ để xe sạc ở đây rồi xong rồi mình đi vào bên trong. Đi vòng vòng ở đây. Khóa xe lại. Trụ sạc vẫn còn trống à. Hai trụ. Cái trụ này họ đang chuẩn bị đi vào sạc. Tiện trong thời gian mình để xe sạc mình đi ăn. Đây có tiệm tiệm phở hay gì ở Việt Nam ở đây, chú Long. Con đường này là đường Garden Road, góc đường Garden Road với Magnolia. Mình để xe ở đó sạc rồi vòng vòng ở đây cũng có bán đồ, quần áo. Nấu cháo sườn Hải Phòng. Bánh mì phá lấu nhìn hấp dẫn quá. Vào bên trong xem. Ở đây bán bánh mì đủ loại, bánh mì lá lốt, heo nướng than, bánh mì phá lấu. Trong khu này thì có nhà hàng này và shop tofu của người Đại Hàn, ăn cũng rất là ngon. Đây có tiệm Paris Baguette, bán những bánh ngọt. Dòng ở đây bây giờ thì bốn trụ sạc thì đã ba trụ đầy rồi, còn một trụ đang trống. Xe bên đây là Toyota, để mình xem coi mình được sạc được bao nhiêu rồi, bao nhiêu phần trăm pin rồi. Còn trong app thì còn mới có 63-68% rồi. Đợi tí xíu nữa là 80% là mình đi về được rồi. Coi như chưa chạc mà từ 18% cho tới 100% là 44 đồng 70 sen. Ống ra rồi, xuống ra, bây giờ mình đẩy lại.
Rồi, trong thời gian nãy giờ mình làm được xong một cái video rồi, edit video, trong thời gian sạc pin xe. Bây giờ mình đi về đã chạc được 100% pin. Quãng đường chạy là 267 dặm. Rồi bây giờ mình đi về nhà nha. Nếu ai chạy xe VinFast mà chạc điện ở bên Electrify không được á, thì qua chạc thôi chạc nha. Bây giờ là khi bị hai lần ở bên Electrify America rồi không sạc được, mà qua chạc thôi thì sạc được á. Bây giờ là 6:30 rồi, mặt trời cũng còn nắng quá chừng. Hai xin chào tạm biệt cả nhà. Nếu mọi người thấy video này hay và vô ích thì cho Chi nút like, chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.